Chiều mùng 9 tháng 10, giải bơi trải thuyền dòng Hà Nội mở rộng năm 2022 chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, chào mừng Đại hội Thể dục Thể thao Thủ đô lần thứ 10 năm 2021-2022 diễn ra vòng chung kết tại Hồ Tây. Ở nội dung phong trào của tổ chức, doanh nghiệp, đội Châu Vàng Hồ Tây đã thành công bảo vệ ngôi vương trước những tay trèo kỳ cựu như câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây, cựu câu lạc bộ vận động viên đua thuyền và câu lạc bộ hội sinh viên Đại học Tài chính, Ngân hàng. Mặc dù chịu ảnh hưởng của gió to cũng như thời tiết không được thuận lợi, nhưng với thành tích 3 phút 13 giây 39 bỏ cách xa đội về nhì là cựu câu lạc bộ vận động viên đua thuyền, chiếc thuyền rồng của Châu Vàng Hồ Tây đã mang đến cho khán giả sự hưng phấn, thán phục. Sau 2 năm không thể thi đấu do dịch bệnh, Châu Vàng Hồ Tây lại tiếp tục đứng lên bục vinh quang ở ngôi vị cao nhất giải bơi trải thuyền dòng Hà Nội mở rộng năm 2022. Qua các lần tổ chức, giải đã trở thành sân chơi quen thuộc và hấp dẫn cho những người đam mê môn thể thao đua thuyền với mục đích gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống, thuyền rồng nhằm quảng bá hình ảnh, con người thủ đô, gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch của thành phố. Trong ngày diễn ra giải thi đấu, hưởng ứng phong trào vệ sinh môi trường thủ đô xanh sạch đẹp, hạn chế rác thải nhựa, ban tổ chức giải tuyên truyền, khuyến khích, đề nghị các đoàn vận động viên, trọng tài, mọi người dân và khách đến tham dự cổ vũ cho các vận động viên thi đấu giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm bằng nhựa dùng một lần. Và rất xứng đáng là một trận chung kết khi chúng ta có thể chứng kiến các đội thuyền bám nhau khá là đồng đều. Các đội đều có cái trình độ chuyên môn trung bình như nhau. Congratulations! Và có lẽ đội Mỹ sẽ là đội kết thúc ở vị trí số 2. Một đội đấu tưởng chừng như không thể thành lập được đội ở giai đoạn đầu, nay đã kết thúc vị trí số 2. Và UK đã xuất sắc hoàn thành cuộc đua ở vị trí số 3 lần đầu tiên.
Lần đầu tiên chúng ta có một bảng đấu dành cho các cái đội sứ quán. Bây giờ thì chúng tôi cũng đã quyết định là thành lập một cái bảng đấu dành riêng cho các đội sứ quán và các cái tổ chức.